À, thưa quý vị, đôi khi chúng ta đã xử lý xong một cái đoạn phim, một cái clip phim mà chúng ta đã làm hình xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ can thiệp về âm thanh của phim. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng mặc định á, thì cái phim nó sẽ bị đóng như thế này nè, cái audio đóng như vậy, thì mình phải xả cái này ra để mình coi, mình thấy được thì mới thực hiện được. Thì ta coi thử nha, chúng ta phải dựa lên trên cái nghe và dựa vào cái thấy của đồ thị thì ta biết được là cái audio mình á, cái âm thanh mình có bị bể hay không. Thì mình thấy nhưng mà nó nằm ở dưới một xanh này nè, tới một vàng thì không sao, mà trên từ vàng đỏ là có vấn đề đó. Ta coi đây được nè, đây là thấy đỏ nè. Đó, như vậy chỗ này là nó sẽ phim mình nó sẽ bị rè tiếng. Đó, muốn giảm cái tiếng xuống á, chỉ việc nắm đây nè, cái chỉ vàng thả xuống nè, kéo xuống một chút thì mình thấy là nó sẽ hết bị nè, nó hết bị nè. Với đồng thời cũng dựa vào cái này chúng ta có thể cho cái phim mình nó cái tiếng lớn hơn chút. Đây bạn coi nè, nó yếu quá đâu, mình phải kéo lên nè, đôi khi nó nhỏ quá mình thu âm nó nhỏ quá nó lớn lên nè. Thì đó là chúng ta can thiệp trên những cái âm thanh mà đang có trên phim, nó cũng tăng nó hoặc là giảm. Bây giờ chúng ta muốn đưa một cái đoạn phim, một cái bài hát vào để lồng bên dưới này, thì muốn như vậy chúng ta chỉ việc tạo thêm một cái bin đây, chúng ta đặt ra là music chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta đưa đưa file audio vào. File audio đưa vào dựng phim nó có hai chuẩn, một á là quay, hai là MP3. Thì ta sẽ lấy MP3 nha, hoặc là quay, tùy cái việc chúng ta cần. Thì trong đây chúng ta sẽ lấy như sau nha, lấy cái đoạn này. Thế giờ tới cái bài ngày hạnh phúc của Hồ Hà thả đây đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn đúp vào đây ta coi nè. Ta lấy cái đoạn tới cỡ này. Đây là xíu thôi. Ta nắm đây là kéo xuống nè. Ví dụ mình kéo tới đây thì mình nghe thử nè các bạn. Đó, giờ mình thấy tiếng nó có thể ồn quá so với nhạc. Chúng ta cũng bỏ hết tiếng đi, lấy nhạc thôi. Thì chúng ta chỉ cần chọn đây nè, nhấn phải, unlim. Rồi chúng ta chọn cho cái tiếng này, ta delete. Cách thứ hai nhanh hơn là giữ internet, click vào đây, delete đi là xong. Đó, cách thứ ba nữa, có nhiều người họ làm vậy nè, nắm thả, kéo hết cỡ xuống, hết nghe tiếng luôn. Như vậy chi vậy, mất công tốn thêm thumbnail like nữa. Không thích thì bỏ luôn cho rồi. Nhưng đôi khi vẫn cần, tại vì đôi khi người ta làm nháp, ta không muốn bỏ, đôi khi ta cần lấy lại thì sao? Thì kéo xuống hết để đó. Thì đó chính là chúng ta trộn hai cái đường tiếng lại với nhau. Và cần thiết hơn khi sau này ta dựng karaoke á, ta để một cái nhạc bass nằm dưới, nhạc có lợi ở trên đi hả, thì để cho nó ra hai kênh, ta ngắt bỏ qua lại được. Thì sao ta nói điều đó sao? Rồi giờ sau khi dựng xong là mình coi nè, muốn cho cái âm thanh cuối nè, nó không có hẩn như vậy, nó xuống từ 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 từ. Thì muốn làm như vậy á, mình sẽ vô trong phần effect, mình chọn phần là audio effect, ta chọn vô console power, nắm thả vào đây nè, nó xuống từ từ nè. Như vậy tương tự như vậy đối với hình á, đối với cái phần mà phim trên đây nè, chúng ta sẽ có một cái động tác là cho nó xuống từ từ, mà bằng cách là thay vì mình thấy hiệu ứng chuyển cảnh nằm giữa hai clip, thì hiệu ứng chuyển cảnh cũng có thể nằm ở đầu clip và cuối clip được, tại nó cũng dùng tác dụng y như vậy. Mình chọn vô deep to black thôi nha, nắm thả đây rồi mình coi nè, mình coi nè, không nó xuống từ từ nè. Rồi trên đây cũng vậy nè, kéo xuống nè, không đó, từ từ nè. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong việc là dàn dựng một cái clip một cách hoàn chỉnh. Bây giờ qua bài tiếp theo là chúng ta sẽ xuất nó ra thành phẩm, thành cái phim MV hoàn chỉnh như thế nào.